không? Đồ ăn có đồ ít hả? Giống như mấy cái cùng đi chung đường kéo hả? Tâm... hai chân mày cái kia kéo đi. Luôn làm siêu ca cái gì? Luôn tâm không có đâu, lấy cái chổi sống dừa nè. Ừ, để cái sống dừa. Chứ là luôn mày mày mổ ra cái dưới đó. Để gì cái quấn quấn vô trong cái cây cái nướng ăn luôn à. Nè. Đó hôm nay chiếc đũa trẻ ra. Đũa đâu trẻ? Đũa ông nội ta để lại đây trẻ. Ăn nhờ đậu má ơi. Ăn nhờ đậu. Bà thấy quá mà. Khổ lắm. Cho mượn nhân xe mà bốn mấy triệu chạy dọc rền đánh ra. Gần quá. Tại vì mới sao không? Mới mua bộ đồ 170 ngàn á. Mà chưa gì chưa thấy chưa hả? Ta đạp cho tao thấy. Chị sao không đạp sẽ đạp á, đạp từ từ cho người ta mới thấy. Không chị là tao thấy rồi, tao thấy đẹp mà chạy xe đẹp trước là tao biết rồi. Ý là tao biết nhỏ này mới mua đồ mới này. Mà ý là chưa giặt luôn á nha, mặc cho giặt mình rồi mới giặt. Nghe mà nói. Ủa hả chị? Lấy vàng cả hấp đốt bà. Xe đâu bán dễ lắm à.